Bà con nhé, rất là nhiều cô chú anh chị kêu Trần Anh review lại mẫu Focus nè. Hân hoan chào đón cô chú anh chị quay lại với chương trình bên Trần Anh Auto. Focus đẹp không? Dọn xong xuôi hết rồi nè, mới tinh luôn. Màu đen, hai cụm đèn mắt liếc nguyên bản nè. 2/10 là form mới. Biểu tượng của em nó như Ford Fiesta vậy đó. Cô chú anh chị nhìn cụm đèn giống Ford Fiesta không? Y chang luôn, không khác cái gì. Bốn vỏ mới cô chú anh chị, mâm đúc nguyên bản của dòng Focus nè. Máy 1.8 số sàn. Mức độ tiêu hao nhiên liệu của em này đâu đó rơi cho cô chú anh chị lăn quanh nằm tầm 8 lít quay đầu nha bà con. Số sàn thì đi lợi xăng, thương hiệu đến từ Ford, chạy cực kỳ là ok rồi. Máy êm lắm. Sơn si trước sơn rin còn, sơn rin này đâu đó chắc còn được ở tầm 55-60% gì thôi bà con. Em này đăng kiểm đến tháng 6 năm 2023 lận nha cô chú anh chị nha. Bốn vỏ mới, mâm đúc nguyên bản, trang bị cho em nó là hệ thống ABS nè. Đây được chưa? Bốn thắng đĩa luôn cô chú anh chị nè. Gầm bọng ở trong khá là đẹp. Sơn si bên ngoài chuẩn chu, nước sơn bóng lắm. Phía sau chúng ta sẽ có một cái cạn đuôi cá thích hợp, nhìn rất là dễ thương. Bà con sau này đăng kiểm thì gửi cạn đuôi cá này ra nha. Chủ nhà lên cạn đuôi cá đồ chơi. Kết hợp chúng ta sẽ có đèn thắng đây và cảm biến dê. Bản số 49 bảo lộc của Trần Anh luôn. Biểu tượng chữ Focus, hai cụm đèn phía sau rin hết. Mẫu này là chắc chắn là gia đình chứ không có ai dịch vụ đâu. Biểu tượng của Ford. Hàng đẹp không? Đó, chuẩn chuẩn chu. Là cái phần nỉ nè, đây là cái phần nỉ trắng bùn, nó còn nguyên bản của dòng Ford nè cô chú anh chị coi nè. Đó, nỉ trắng bùn trong phần gầm, mâm là mâm cây, nội thất option ở trong mới tinh màu kem. Hai dàn lạch đây bà con, trước dàn sau dàn, trang bị chủ nhà trang bị màn hình gối phía sau rồi. Đẹp không cô chú anh chị? Nè, tắp bi nè, tắp bi tắp lô khá là chuẩn xác, keo là rin hết. Được cái em này liền, không cứng không lỗi nha bà con nha. À, tắp bi cửa nè, bốn cánh chính điện, gương chính điện, keo chỉ nè, keo chỉ riêng toàn bộ 100%. Được chưa? Vô lăng là trợ lực nhẹ tưng. Em này vô lăng đầm lắm. Vô lăng 4 chấu. 228.000, 305 km rồi. Trên đồng hồ là không một dấu tích lỗi lầm nè. Giá hiện tại Trần Anh đang bán giá là 170 triệu. Cô chú anh chị mua cho anh sẽ bớt cho 5 triệu, còn 165. Với cái mức giá hiện tại bây giờ, lúc trước cách đây chắc vài tháng nó giá nó nằm trên 200 bà con nha. À, đẹp không? Da hết toàn bộ. Đó, da hết toàn bộ. Em mà đi bao phê rồi. Mở nắp capo lên đi em. Hệ thống đèn của nó đây. Rút chìa khóa ra nữa đúng không? Anh biết mà. Ở một cái dòng Ford này nó có một cái mà nó rất là khó chịu là mỗi khi mà muốn mở nắp capo á, thì bà con phải lấy cái chìa khóa ra. Tìm một cái chìa khóa để ở trong người. Vặn trái, đút vô vặn trái. Vặn trái rồi giữ yên nguyên, vặn rồi vặn phải. Vặn phải luôn, đó. Hiểu mở nắp của Ford chưa? Ok rồi, cắm chìa khóa đây lên. Hy vọng rằng sau này thằng em sẽ phải cố gắng như Trần Anh thôi, cũng phải lo làm học cái nghề. Máy này chạy qua thời gian 5 tháng người ta canh chỉnh máy móc rồi nha cô chú anh chị nha. Đó là Trần Anh báo luôn, máy móc canh chỉnh rồi. Qua đây anh chị nè, có cái xe cũ như vậy nè, hiểu không? Em thấy mấy cái ron đầu không? Cái ron đầu nó làm nè, màu trắng nè. Cái ron của Ford không có ron này. Là máy móc người ta canh chỉnh rồi. Đừng có nghĩ là nó canh chỉnh cái mặt này, có thể nó làm ở phía dưới, là phải coi những cái con tán đầu của nó nữa. Con tán đầu ở phía dưới. Nói chung xe này là máy hết rồi, được chưa? Chứ không phải là quay clip mà em nói là cái này nó vừa mới canh chỉnh lại mặt nắp trong cò là không đúng. Tại vì khi á nó rớt cái mặt nắp ron đầu ra thì nó sẽ rớt xuống cái phần tiếp theo, là cái phần làm bạc, em hiểu không? Là bít tông nó là loại là như vậy. Cứ nói cái xe này là đã làm máy đó, như vậy là nó mới chuẩn hơn. Chủ nhà thay IC mới nè anh chị nè, IC mới tinh nha. Cục máy là qua thời gian 5 tháng làm hết rồi, báo luôn nha, làm hết rồi, không phải canh chỉnh mà làm hết rồi, được chưa? Người ta làm mà con khỏi làm. 1, 2, 3, 4, em này máy ngang nha cô chú anh chị. 4 xi lanh thẳng hàng đầy đủ nha bà con. Trang bị nè, cục bình nè, mới tinh, hộ bạn chỉ dẫn cầu chì, mệt tem theo xe hết. Nắp capo rin được cái em này không cứng không lỗi thôi.
sạch sẽ cho bà con. Chụp máy này. Em này xài toàn bộ hệ thống IC này, 1 2 3 4, 4 cái IC này, nước giải nhiệt rồi. À, có dấu chữ nước giải nhiệt đó lòng. Vặn, em vặn chừng nào em nghe kêu cái cạch này cả. Cái cạch là vô khớp. Đó, thấy chưa? Đó là vô khớp rồi, còn vặn chặt quá thì nó sẽ hư cái ron van trong đây, nó sẽ bị thổi nước ra ngoài. Tại sao người chủ nhà người ta chạy nó hai cái bình tình trạng là bị xì nước ra ngoài là do cái cách vặn cái này nè. Em thấy không? À, rồi đóng nó cái bô đi. Từ từ anh chỉ cho mà lên tay nghề. Nội thất ở trong sạch sẽ nha cô chú anh chị. Rất là sạch sẽ nha. Được chưa bà con? Em này mua về chạy thôi. Máy móc canh chỉnh làm hết rồi, báo luôn, 4 vỏ mới, mâm mới, đồng sơ bên ngoài đẹp, đăng kiểm còn, ký rút hồ sơ đầy đủ nha bà con. Đó, phía sau của Ford thì sẽ hỗ trợ cho hai em, đó là hai cái ti, và đây là hệ thống keo rin nè. Keo rin nha, nỉ kết diệt ở trong là còn nguyên bản như thế này. Đây bà con xem kỹ nè. Được chưa? Cốp khá là rộng. Khá là rộng. Mâm rin. Mâm rin nha cô chú anh chị nha. Mâm rin, vỏ rin nè. Cốp không có dấu hiệu là mục ngọt đâu. Còn được ít xí cỏ, cô chú anh chị nào mua ủng hộ cho Trần Anh nha. Đây bà con phần gầm nè. Cô chú anh chị trải nghiệm phần gầm nè. Gầm đẹp không? Em mới được cái gầm đẹp sạch sẽ lắm, không có mục mọt. Số sàn thì đi nó lành. Nhưng ngược lại cái mẫu pho này á bà con mua về á, ví dụ bà con sau này có canh chỉnh á, hư heo á, thì đồ đẹp thay hơi mắc. Đồ đẹp thì vẫn có chỗ thay, vẫn bình thường. Nhưng mà ngược lại thay hơi mắc, tại vì sao à? Nó là của hãng pho mà. Hãng pho thì chắc chắn là đồ đẹp nó sẽ mắc hơn. Những cái dòng Daegu hay là Lanot hay là Nubira, nó hiển nhiên nó phải như vậy rồi. Được cái em này chạy không có biết ho lao sổ mũi dọc đường đâu. Riêng Ford đã hư là hư luôn, chứ không có chuyện mà giật cà tàng là giật cà tàng nha bà con nha. Đó vậy thôi cô chú anh chị. Bên em còn được ít xe thôi. Đây là mẫu Ford nè, Ford Ranger XLT đời 2010. Bản là XLT chuẩn nha, hai cầu của chú anh chị. Máy 2.5 giá tuyệt vời rẻ. Bên em Focus cũng 2007 số sàn nè. Xe này được Trần Anh làm nhiều lắm rồi. Đây là xe City Van đây bà con nè. Mẫu này nè. Mẫu này là máy của Nhật. Được cái đồng sơn đẹp nha cô chú anh chị nha. Ít tiền nhưng mà đồng sơn đẹp lắm. Ghế trong là ghế nỉ nè. Có mấy chục triệu thôi. Đó bà con, 70 triệu bà con sở hữu ngay mẫu xe cửa lùa đá su. Đá su. Đá su nha cô chú anh chị. Form đẹp nha. Bà con mua về bà con chở hành lý nè, chở hành khách nè, đi chơi nè, các kiểu là Trần Anh nghĩ là tuyệt vời á. Đó, phong dáng của đá su nè, 7 chỗ ngồi, giá mấy chục triệu quay đầu thôi. Cái này á, không đều ghê, coi là cái bù ghê. Có biết không, đã, qua đây nghe tiếng máy nè. Nè, ga lớn ga nhỏ đúng chưa? Kêu nó coi lại bù ga hoặc xúc lại cái ổ ga là hết. Đó, nó rít chưa? Cục bù ghe á. Anh tại sao anh phanh cái bụng ra trong cái ống kính rồi. Đó cô chú anh chị, bên đây tiếp và bà con nè. Đây, bên đây Trần Anh còn mẫu Ford Everest mà 2009 cô chú anh chị nha. Xe đẹp cô chú anh chị. Giá bên Trần Anh bán là 350 triệu, giá bán công khai. Cô chú anh chị mua Trần Anh bớt cho 10 triệu. Bản này là bản limited nha bà con. Bản 4 túi khí, số tự động, bản cao nhất rồi, 72E10480. Em này ga điện, máy điện, số tự động, 4 túi khí, đẹp cực kỳ. Mâm là mâm phơi nguyên bản của dòng Ford Everest. Hàng đẹp và cực kỳ là chuẩn chỉ nha bà con. Số tự động nè. Đó, 4 túi khí nè, bên phụ bên tài, vô lăng bên phụ bên trụ, đầy đủ chưa?
4 túi khí nha bà con. Giá siêu hời cho bà con cô bác chọn một mẫu xe đẹp bên Trường Anh Ô Tô luôn. Đó, đây là phong dáng của em đó đây. $350 nha, bớt 10. Còn 340 hồ sơ bao rút 72 Vũng Tàu 104080. Bên đây còn Camry. Em này Camry đời như 1999 á. Em này chị Trần Anh bán chỉ có giá là 155 bớt 5, còn 150. Phong dáng đẹp, ghế là ghế da theo xe. Nội thất là cô chú anh chị nè. Đó, bà con nào biết chơi với dòng Camry thì alo cho em Phong Đồ Đèn. Em đây là Phong Đồ Đèn nha bà con. Đó vậy thôi. Còn được ít xe, bà con nào đam mê alo cho em khép lại chương trình tại đây này nha. Em see you and goodbye.